tí màu gì á. Hôm nay chị chạy về lên tặng cái màu hồng ấy. Hồi nãy có mượn thổi bên đen. Điện thoại đó em bán được chị. Ồ, đúng không? Lại làm sẵn mà chim đúng không? Rồi, hello. Hello mấy chị, hello chị Thanh Lê nè. Lâu rồi bà thấy chị Thanh Lê coi like của em luôn á. Rồi, vô like tương tác chia sẻ like nha. Rồi, vô like tương tác chia sẻ like là giúp em mấy chị ơi. Để em lên hàng tặng đầu like cho mình nha. Hôm nay em có Hôm nay em có quần da, chân với da đầu siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Hello chị Lê Hồng, hello Nguyễn Huyền Phượng nè. Rồi vô like tương tác lên giúp em nha mấy chị ơi. Đâu có in được đâu mà em vô mấy này. Mấy kia chứ. Này bên. Rồi. Tương tác lên giúp em nha mấy chị ơi. Vô like tương tác chia sẻ like lên giùm em nè. Dạ, yeah, hello chị Trần Hiền. Em lên cái mẻ hoodie này em lên tặng đầu like cho mình nè mấy chị ơi. Em ơi chia sẻ chạy chưa. Rồi chia sẻ like lên giúp em nha. Em lên cái mẻ hoodie này em lên tặng đầu like cho mình nè. Rồi tí lên lại đồ bộ hôm qua em mua thêm. Ok em Trần Diễm Phương nè. Rồi tương tác là chia sẻ like lên giúp em nha. Trời ơi lên giùm em áo này đi. Em lên tặng cho mình 49.000 đầu like. Rồi 40. Hàng này hàng nỉ tàu nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg là mang vừa hết luôn. Rồi mấy chị chốt lên giúp em là áo 49. Cho bộ mày bộ 79.000 ngày hôm qua nữa. Hello chị Nhỏ Quyên, hello chị Liên Kim nè. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Hàng nỉ tàu á, bao đẹp luôn. Tương tác chia sẻ like nha. Còn mình lên em lẻ 49. 40 đến 60 là mang vừa hết. Rồi mẻ này em lên tặng cho mình 49.000 nha mấy chị ơi. Nó sẽ có hai cái họa tiết nè. Cho em là hồng chữ này với lại mẻ này là mẻ đi oi mấy chị ơi. Hồng chữ với lại mẻ đi oi giùm em nè. Siêu đẹp luôn giúp em nha mấy chị nha. Tương tác chia sẻ like comment lên em là áo 49.000. Áo 49.000 giúp em nha. Rồi tương tác chia sẻ like comment lên em là áo 49 nha mấy chị ơi. Rồi mẹ áo này nè. Áo này là bên trong 49 đó chị Nhỏ Quyên, ok nè. Chị Nhỏ Quyên áo 49. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Cái mẻ áo xanh này mấy chị, nó là dạng áo giữ nhiệt, đẹp không? Ở trong nó có một lớp này rất là ấm luôn nha. Ở trong có một lớp này rất là ấm luôn mấy chị ơi. Nè. Siêu đẹp luôn giúp em nha, dài dạng beo đẹp. Về phía trước của nó là đính đế hoàn toàn nè. Đính đế hoàn toàn như thế này luôn. Rồi tương tác chia sẻ like comment lên giùm em là áo này nha. Em lên tặng cho mình 49.000. Hàng lót lông bên trong, hàng xịn cao cấp luôn mấy chị ơi. Xịn cao cấp nha. Đó, lên giúp em là áo xanh 49. Cái này em đang lên tặng đầu like cho mình. Hồng chữ và ok Nhỏ Quyên. Hồng chữ 49 là gì Trang Nhi. Hồng chữ 49 là chị Trang Nhi. Rồi chị Lê Thanh Duy áo 49. Chị Lê Thanh Duy là lấy cái Dior này giùm em nha. Còn Dior nè, nó đẹp lắm luôn, nó khác cái chữ một xíu à. Chị Lê Thanh Duy nè, Dior 49. Rồi ai lấy 49 rồi chốt lên giúp em nha. Em lên tặng cho mình hàng này hàng nỉ tàu. Beo xịn beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Và áo xanh này nè. Rồi xanh này là hàng 125 á mấy chị ơi. 40 đến 60 là mặc ok vừa hết luôn nha. Đó ở trong nè mấy chị, lót lông kiểu như nó là hàng áo giữ nhiệt á. Áo giữ nhiệt
Xịn xỉu luôn mấy chị ơi. Đó, tay dài luôn nha. 40 đến 60 là men vừa hot. Mấy chị lên giúp em là áo xanh 49. Xanh 49. Mặc kiểu là áo này là áo thu đông á mấy chị. Mặc mùa lạnh nè, siêu ấm luôn cho mình nha. Đó, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Ok, nhỏ Quyên chốt chữ hồng mấy chị rồi á. Là áo 49 hiện tại là em còn chữ hồng Dior với lại màu tím nè. Đây, 49 hiện tại em còn hồng Dior và màu tím. Chị nào lấy thì lên giúp em nha. Màu tím 49 và màu hồng Dior 49 mấy chị. Rồi, xanh 49 nó chị Duyên Duyên hay em chi? Xanh 49 nó chị Phi Duyên Nguyễn. Rồi, áo 49 là em còn màu tím với màu hồng nha. Chị nào lấy thì lên giùm em nè. Tím hồng hai màu 49. Trời ơi, màu tím cái vải nó còn đẹp hơn màu hồng luôn mấy chị ơi. Xịn lắm lắm luôn nha. Rồi ai lấy lên giúp em nha mấy chị ơi. Để em lên chân váy dê rồi cho mình nè. Dạ rồi, áo tím áo hồng luôn chị. Thanh lê tím với hồng. Rồi em nói cái bộ dạ nè mấy chị ơi. Bộ dạ nè. Ở trong có lót quần bên trong. Lưng của nó là lưng thun. Rồi nó dày ơi là dày luôn mấy chị ơi. Tương tác lên giúp em nha. Coi nè. Bình thường mình mua một cái vest như này nè. Vest như này là bán để 145, 159 ngàn một cái rồi. Rồi cái này đi nguyên set cho mình. Form này từ 40 đến 60 mấy chị mặc ok vừa nha. Gồm áo, gồm chân váy luôn giùm em như thế này. Mấy chị tách rồi đem men là beo thoải mái luôn. Rồi tranh thủ chia sẻ like giúp em nè mấy chị ơi. Đây nha. Mấy chị nhìn dạ em đang cầm nè. Chân váy nó có lót quần bên trong. Về ở sau là có lưng thun giùm em nha. Từ 40 kg đến 60 kg là mình mặc ok vừa luôn giùm em với xích dạ này. Rồi em hết hả? Hết hồng rồi đúng không? Còn màu tím thôi nha chị Lê Trần Thúy Hè ơi. Cho chị cái tím lên đây ơi. Em còn màu tím nha, em hết hồng rồi. Hết hồng còn tím. Rồi lên giúp em là xích dạ này nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là men ok vừa hết luôn. Mấy chị chốt lên giúp em là xích dạ này nha. 175 ngàn xích dạ. Dạ 175 giúp em nha. Dạ. Hôm nay like bị trễ nè. Rồi tương tác lên giúp em mấy chị ơi. Chia sẻ like comment lên em là xích dạ 175. Mấy chị tách rồi ra men thoải mái luôn giúp em nha. Gồm một cái áo nè. Em đang mang á là gồm đây mấy chị áo nè. Đó, áo nó như thế này nha. Rồi kéo lên. Em đang mang là gồm áo nè, với làm cái quần lưng siêu cao. Đó, một cái quần lưng siêu cao có hai túi hai bên, quần của nó là dạng quần kaki. Còn áo là chữ toàn bộ là chữ thêu giùm em như thế này nha. 40 kg đến 60 kg là mặc vừa cái bộ em đang mặc. 40 đến 60 được không ta? Từ từ confirm. 40 kg đến 60 kg là men vừa bộ em đang mang luôn nha mấy chị nha. Bộ em mang là 145 ngàn, hàng chuẩn xịn cao cấp, hàng Quảng Châu giùm em luôn mấy chị, mua bộ đáng bộ à. Đơn giản khẽ tâm là đi đơn rồi nha. Xít vít 175 mấy chị Úc Huyền nè. Vít 175 chị Úc Huyền. Xịn lắm luôn mấy chị ơi. Có. Nó có một màu này thôi nha. Sao em? À, chị Khải Tâm là còn đơn đơn nào? Đơn ngày hôm qua hả? Đơn cũ á, cái đơn mà em chụp bill qua cho chị là để đi hàng rồi nha chị Khải Tâm nha. Còn ngày hôm qua là còn đơn ở đây, chị cứ đặt thêm rồi em gửi hàng cho mình. Cái vest 175 chỗ Huyền nè. Rồi ai lấy vest 175 á chị chốt lên giúp em nha. Còn bộ đang mang là 145 có màu nữa. Tím 49 đó chị Lê Trần Thúy Hà. Đây, túi zip rồi nè mấy chị ơi, hàng hàng xịn luôn giùm em nha. Bộ em mang 145 ngàn. Đây. Bộ em mang là 145, em sẽ có màu trắng và màu đen mấy chị. Màu đen thì cái viền áo là viền áo như thế này nha. Chị CC tím 49 ok nè. Rồi lên giùm em nha mấy chị ơi. Lên giúp em là bộ 145 ngàn kèm màu. Em sẽ có màu trắng với lại màu đen nha mấy chị nha, hai màu. Hàng xịn xịn xỉu luôn. Hàng xịn đẹp vô cùng luôn nha mấy chị nha. 145 ngàn kèm màu giúp em. Đơn chị Khẻ Tâm, cái đơn mà em chụp bill bên tin nhắn cho mình á, chốt đơn á là để đi hàng rồi nha chị nha. Còn đơn ngày hôm qua, coi hôm qua đặt cái gì em? Em nhớ hôm qua còn một món gì đó nữa là chưa có gửi nha chị nha. Chưa gửi. Rồi chị nào lấy vest 100
Chị nào lấy vest 175 ngàn đủ hello giúp em nha mấy chị ơi. Vest 175. Quần rin ôm còn nha, sọn rin ôm mấy chị nha. Rồi áo tím 49 em còn nè, chị nào lấy thì mình lo giúp em nha mấy chị nha. Áo tím 49 ngàn mẹ áo tím 40kg đến 60kg là men vừa nha. Áo tím này nè, à, lấy thì chốt lên giúp em nè. Em còn 1-2 cái gì đó. Lên tặng đầu like cho mình giá 49. Chị nào lấy thì lên giúp em nha, tím 49. Rồi bộ em mang đen trắng hai màu 145 nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này nó sẽ gồm một cái quần thun nè, một cái quần thun. Cái nào ta, em nói dùng đơn cho em luôn mà. Không, cái đơn bill, chụp bill về để gửi rồi, chị Khẽ Tâm ơi. Đơn nó nhiều quá chừng nhiều đúng không? Đơn mà đơn Khẽ Tâm mà mình gửi đi á. Để đơn nó quá nhiều hàng á. Cho nên là em đi trước rồi nha, bây giờ đơn sau chị dồn thoải mái đi, rồi em gửi sau cho mình. Rồi mấy chị lên cho em là set này nè. Gồm một cái áo dạ. Một áo dạ nè. 60kg vừa nha chị Bích Trâm ơi. Vừa nha. Vừa nha chị nha. Rồi lên em là bộ này gồm một cái quần và một cái áo dạ như thế này mấy chị ơi, 145.000. 145.000 giùm em nha. Form này 60kg lại mặc vừa. Chị nào lấy cái này lên em là set dạ 145. Gồm cái quần nè, một cái quần nha, một quần rộng rãi thoải mái. Đi là một áo dạ như thế này luôn. Rồi 40kg đến 60kg là men vừa. Rồi. À, ok nha, ok vậy Khẽ Tâm. Rồi, lên giùm em nha mấy chị nha. Lên giùm em là bộ dạ 145.000 bộ dạ. Dạ 145 giúp em nha. Dạ 145. Này soạn trong tin nhắn cho em ơi. Áo tím 49 là em chỉ có một tím thôi nha chị Ba ơi. Hôm nay có quần là quần da và là chân với da nữa. Trời xíu rồi em lên luôn nha. Rồi mấy chị lên em bộ đuổi nè. Bộ đuổi nè xịn đẹp không mấy chị ơi. Form này tầm 55-56kg lại men vừa. 55-56kg lại men vừa. Mình lên giùm em nha. Mình lên em gồm quần nè, đi với là áo 79.000 mà vải xịn xỉu luôn. Ở sau có dây kéo luôn nha mấy chị nha. Ở sau có dây kéo cho mình luôn như thế này. 79.000 thôi mà cái chất em nó xịn lắm lắm luôn á mấy chị. Mẫu này em sẽ có màu da nè, màu da, màu hồng, màu kem sữa và màu vàng. Da hồng, kem sữa với vàng mấy chị chốt lên em là 79.000 tìm màu. Đây. Trời ơi siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi. À, 79.000, da hồng, kem sữa, vàng, 55-56kg đổ lại là mình mặc vừa. Trời, phải rất là đẹp luôn á mấy chị ơi, siêu siêu đẹp nha. 56-57kg lại men vừa. Rồi ai lấy mình lên giúp em nè. Màu hồng nha mấy chị nha, 79.000 màu hồng. Lên em là hồng 79. Lên em là hồng 79 nha mấy chị ơi, hồng 79. Vàng với hồng cho chị Út Huyền nè. 79.000 vàng hồng chị Út Huyền. Rồi em còn màu da là màu kem sữa nha mấy chị ơi. Lên em là 79.000 kìm màu. 56-57kg lại men vừa. Hàng này mấy chị nhận hàng là ưng ý à. Vải beo xịn beo đẹp cho mình luôn nha. 40 tầm 56 và 57kg là men vừa. Rồi giờ nó lấy lên giùm em nha. Còn màu này cho em là màu kem sữa. Ủa màu kẹp pho sữa chứ đúng không mi? Màu này cho em là màu kẹp pho sữa là màu da nha mấy chị nha. Hai màu kè phô sữa với lại màu da hai màu luôn. Chị nào lấy hay lên giùm em nha. 79.000 kìm màu. Hết hồng hết vàng rồi. Còn màu kè phô sữa này giùm em nè. Với lại màu da nha hai màu. Rồi ai lấy lên em nha mấy chị ơi. 79.000 kìm màu. 79.000 kìm màu giúp em nha. Rồi lên mê lên nha. Kè phô sữa 79 đó chị CC. Ok chị nè. Kè phô sữa 79 đó chị CC. Rồi mình lên giùm em nha mấy chị ơi. Gồm một cái quần đùi nè. Đi với lại áo. Form này 40kg đến tầm 56-57kg là men vừa. Mấy chị lên giùm em là mẻ số 1. Mẻ số 1 em có hai màu. Mẻ số 1 cho em là màu kè phô sữa này với lại màu vàng luôn nha, hai màu. Mẻ 1 kè phô sữa, mẻ 1 màu vàng hai màu. Chân váy hôm nay em có chân váy da. Để em lên mẫu cho.
Rồi, hàng bao đẹp nha mấy chị ơi. Lên giùm em nha, màu da là màu vàng hai màu. Da với vàng hai màu mấy chị lên giùm em là mã số 1 kiềm màu nha. 40 kg tầm 56 57 kg là mặc vừa 79.000. Rồi đây. Rồi 79.000 giùm em nha mấy chị nha. Hàng này vải đúng đẹp luôn mấy chị cứ yên tâm nè. Rồi, màu vàng là màu kẹp phơ sữa nha mấy chị nha, hai màu. À lấy lên em mã số 1 kiềm màu. Mã 1 kiềm màu. Em mặc là nguyên bộ như vậy Lo Nguyễn ơi, em mặc là gồm áo với quần luôn 145.000. 145.000 nguyên bộ này nha, 40 đến 60 mấy chị mặc vừa hết. Rồi lên giùm em bộ này đi. Đó, áo nè, dễ thương lắm luôn nè mấy chị ơi. 40 kg, mẫu này để em coi form. Mẫu này 40 kg đến tầm 56 57 kg là mấy chị mang vừa nha. Bộ này để em coi em có không. Có màu màu kẹp phô, màu nâu với lại màu vàng hai màu. Cái này cho em là màu nâu nha, nâu 56 57 kg lại mang vừa 79 luôn mấy chị ơi. Vải rất là đẹp luôn mấy chị yên tâm nha. Hàng này thường thường nó là 129.000 á. Rồi lên giúp em nè mấy chị ơi, màu nâu 79.000 màu nâu với lại màu vàng. Rồi vải đúng đẹp luôn mấy chị yên tâm giúp em nha, nâu với vàng hai màu 79.000. Rồi a lấy mình lên giúp em nha mấy chị ơi. Màu vàng nè với lại màu nâu hai màu. Vải siêu đẹp luôn, 56 57 kg lại men vừa. Mẹ có 79.000 thôi nha mấy chị nha. Hàng này xịn lắm lắm luôn á, cái vải mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ rất là ưng ý. Vải đuổi xịn luôn cho mình nè, em bán có 79.000 một bộ. Rồi a lấy thì mình chốt lên giúp em nha, 79.000 màu vàng và 79.000 màu nâu. 79.000 màu vàng nha. Về 79.000 màu nâu mấy chị ơi. Đó. Rất rất đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em nè, 79.000 màu vàng, 79.000 màu nâu, đang mặc 145 mấy chị biết lắc. Hàng rất là đẹp nha mấy chị ơi, Quảng Châu xịn sò luôn. Chị biết lắc 145 nè. Rồi a lấy bộ cổ vàng cổ trắng này thì lên giùm em nha. Màu vàng với lại màu màu nâu luôn hai màu 79. Vàng với nâu hai màu 79. Còn mẫu caro nữa không My? Bộ đăng trên trang màu xanh, còn không lấy xem đi. Bộ 115 hồi nãy em có soạn chưa? Rồi cái caro này lên em là 79.000 kìm màu nè mấy chị ơi. Vải đúng đẹp luôn nha. 40 đến tầm 5 55 56 kg là mang vừa. Mấy chị lên giùm em là caro đỏ. 79.000 caro đỏ. Em lên mẫu này xong rồi em lên ship mới cho mình nha. Hôm nay nhiều hàng Quảng Châu đẹp lắm luôn. Rồi 40 đến 55 56 kg là mang vừa mấy chị lên em là caro đỏ đi. 79.000 caro đỏ, chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. 79.000 mẻ caro đỏ. Rồi 79.000 cái này mấy chị lên em là caro nâu. 79.000 caro nâu nha, chị Khánh Vy caro đỏ 79. Caro đỏ 79 đó chị Khánh Vy cho chị bí lắc. Khánh Vy bí lắc 79. Cái này lên em là caro nâu mấy chị ơi. Đó, siêu đẹp luôn nha, mà có 79.000 vải nhận hàng cái ưng ý liền luôn. Giá này rất là rẻ luôn mấy chị ơi. Rồi 55, 56, 57kg lại men vừa lên giúp em nha. Caro nâu. Caro nâu. Caro đỏ ở trong còn nữa không My? Rồi caro nâu giùm em nha. Caro vàng. Cái này khác không My à? Rồi em hết caro đỏ nha, Thảo Phạm ơi chọn màu khác giúp em nè. Còn caro nâu, caro vàng nè chị. Đẹp lắm luôn, mày có 79.000 thôi nha. Đó, caro vàng giùm em nè. Xuất sắc lắm luôn, hàng vải rất là đẹp nha. Mịn tay, dày dặn. Cho em là mẻ caro vàng đi mấy chị ơi. Caro vàng, caro nâu. Vàng nâu nè. Caro đen. Rồi, chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Lên em cái này là caro đen. Đó, rất là đẹp luôn. Trời ơi, caro đen nè mấy chị ơi. Lên liền em là caro đen nha, có 79.000, quá rẻ.
Rồi đây 55 56 kg lại men vừa chị CC caro vàng ok nha. Rồi lên giùm em là caro màu đen nha mấy chị nha, caro màu đen nè. Caro đen, caro nâu hình như ok nha. Hình như xét nhà nè. Nghĩ á. Caro đen chị Khánh Vy. Ủa, không phải hình như hôm trước ý chuyện lần rồi à. Rồi nhắn tin que chị nha, nhắn tin que lát chị nhắn cho. Caro chị Khánh Vy. Rồi 79.000 lên em là caro hồng mấy chị ơi, caro hồng. Caro hồng nè, lên em là caro hồng. 55 56 57 kg lại men vừa cho em là caro hồng mấy chị, đẹp không? Vải này em nói thiệt luôn nó dày mà nó mịn tay nha, chứ không phải hàng mỏng mỏng mềm mềm sờ vô nó thô thô không phải. Dạ rồi ok chị Huỳnh Như lên em là caro hồng đây mấy chị ơi. Caro hồng giúp em caro hồng. Quần đồ sẽ có may túi rồi cho mình hết luôn nha, mẹ có 79 thôi mấy chị rất rỉ. Caro đen hình như hết rồi. Rồi. Caro hồng giùm em mấy chị ơi, caro hồng. Caro hồng gì xi xi. Caro nâu em còn nha, caro nâu còn. Rồi caro này mấy chị cho em mẻ số 10. Caro này mẻ 10 nha mấy chị nha, 79.000 siêu rẻ luôn, mẻ 10 giùm em, mẻ 10. 56 57 kg lại men vừa cho em mẻ số 10 nè. Đẹp lắm lắm luôn mấy chị cứ yên tâm giùm em nha, cái này lên giùm em mẻ số 10 đi mấy chị ơi. Hàng siêu đẹp. Mẻ 10 giùm em. Cho coi lại caro nâu đây nha Huỳnh Như. Rồi caro nâu đây nha Huỳnh Như nha. Còn bộ nè. Ủa đúng không? Đúng đúng hồi nãy chị chốt. Đó đâu cái caro nâu của Huỳnh Như đâu. Đây của Huỳnh Như là caro nâu đây. Mẻ số 10 cho Bích Lê mẻ 10. Bích Lê mẻ số 10. Caro nâu của em đây nha Huỳnh Như ơi. Bao đẹp luôn yên tâm, có tay có đồ nè, xịn xỉu luôn nha. Caro nâu của Huỳnh Như đây nè. Đo đo cái bộ của Bích Lê lấy thử éo bao nhiêu gang tay. Rồi, lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi chờ em xíu mấy chị bè ý hình thôi, em đang lên bộ cho khách cho chọn xong luôn đi. Hả? Gòn be gang tay nha Bích Lê nha, gòn be gang tay. Rồi mẫu này mấy chị ơi. Rồi, bị đẹp nữa rồi. Lo giùm em nè. Cho em là mẻ số 1. Caro đỏ mẻ 1. Trời ơi, đẹp quá. Mẻ này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Caro đỏ mẻ 1 giùm em nha. Caro đỏ mẻ số 1 nè. Form này 60 kg lại men vừa. Cho em là caro đỏ mẻ 1. Rồi, caro đỏ mẻ số 1 nha mấy chị nha. Siêu đẹp luôn. Caro đỏ mẻ 179. Cho chị Thảo Phạm. Chị Thảo Phạm. Rồi, mẻ 1, caro đen mẻ 1 luôn. Siêu đẹp mấy chị ơi. 60 kg lại men vừa caro đen. Caro đen nè. Caro đen giúp em nha, mẻ caro đen. Mẻ 1 em hết nha CC ơi. Cho em là màu đen đi. Caro đen nè, em còn caro đen thôi nha. Caro đen nè. Mẻ 1 đó hết nha mấy chị nha. Hết mẫu đó nha, rồi nha Bích Lê nha. Lo nhiều em là caro xanh. Caro xanh mấy chị ơi, 79.000 caro xanh. Caro xanh 79.000 caro xanh giúp em 60 kg lại men vừa. Lo nhiều em là caro xanh đi mấy chị ơi. Siêu đẹp. Bích Lê lấy bộ kia ra bỏ caro đen vô nè. Rồi. Cho em là caro xanh mấy chị, hoặc là màu xanh luôn cũng được nè. Xanh giúp em nè. Còn xanh vàng. Em có caro vàng nữa nè. Caro đen với caro xanh cho chị Lê Kim Chi. Chị Lê Kim Chi xanh nè. Lê Kim Chi xanh nè với lại đen nè. Rồi ok nha. Rồi em còn caro vàng mấy chị ơi. Caro vàng 79.000 thôi, 60 kg lại men vừa. Siêu đẹp luôn giúp em nha. Vải mấy chị nhận hàng cái sờ mịn tay, chất dày dặn, ưng liền luôn. Rồi lên giúp em là caro vàng đi mấy chị ơi, caro vàng nha. Caro vàng em còn caro vàng nè. Có 79.000 thôi mà vải xịn lắm. Rồi đây mấy chị ơi, lên giùm em là caro vàng nha mấy chị nha, caro vàng. Rất là đẹp luôn, mẫu này em còn một bộ caro vàng cuối cùng nè, chị nào lấy thì lên giùm em nha. Siêu siêu đẹp luôn mấy chị, hàng xịn mà bán có 79.000 thôi. Rồi chị nào lấy thì lên giúp em nha, caro vàng. 79.000 mẻ caro vàng mấy chị.
Rồi mẫu này cho em là bộ đùi đi. Mẻ đùi nè, cho em là mẻ đùi luôn mấy chị ơi. Rồi xuất sắc, quần đồ có may túi hết luôn nha. Caro vàng cho chị Loan Nguyễn, ok chị. Vàng mẻ 17-9 đó chị Loan Nguyễn nè. Rồi form này 55-56kg lại men vừa cho em là bộ đùi nha. 55-56kg lại men vừa mấy chị, chốt lại như là bộ đùi. Bộ đùi giùm em nha, bộ đùi 79.000 bộ đùi mấy chị ơi, siêu đẹp luôn nha. 79.000 lên em là mẻ số 10-79. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, vải đẻ lắm. Bộ đùi nha, 79.000 bộ đùi. Bộ đùi vàng ở chị Lê Thu Ái. Đùi vàng 79 chị Lê Thu Ái. Cho em địa chỉ số điện thoại luôn nha chị Lê Thu Ái ơi, cho em là caro nâu. Caro nâu mấy chị ơi, caro nâu. 55-56kg lại men vừa mẻ này lên em là caro nâu nha. Caro nâu mấy chị, siêu đẹp luôn, yên tâm giúp em là có 79.000 quá rẻ luôn á. Lên em là caro nâu nha mấy chị nha. 40 tầm 55-56kg men vừa. Rồi mình chốt lên em là caro nâu nha mấy chị ơi. Caro nâu giùm em nè, caro nâu. Rồi nhắn qua liền giúp em nha. Hôm qua em bị nhiều đơn lắm, nhiều đơn mấy chị đặt nhiều lắm luôn, xong sau đó địa chỉ số điện thoại không có. Rồi em lục lại trên like là mấy chị xóa bình luận luôn, là em tìm hết ra luôn, không gửi hàng được luôn. Cho nên bây giờ một là mấy chị cho em trên like luôn, em bên em review một cái là mấy chị xóa đi. Còn không nó nhắn tin qua liền giúp em nha. Em bị nhiều đơn lắm, xẻ ra không tìm được mấy chị luôn. Rồi lo giùm em nha mấy chị ơi. Rồi lo giúp em nè, 40 đến tầm 55-56kg men vừa mấy chị, cho em mẻ thêu nè. Mẻ thêu nha, thêu 79.000 mẻ thêu mấy chị ơi. Dạ rồi, cảm ơn chị Lê Thu Ái, có địa chỉ trong inbox rồi. 40kg đến tầm 55-56kg men vừa cho em là mẻ thêu nè mấy chị ơi. Thêu nâu ơi, thêu nâu với lại thêu hồng hai màu. Thêu nâu, thêu hồng hai màu. Không, hàng mới rất là nhiều nha, nhưng mà do để em để cho mấy chị chọn chọn cái hàng này cho xong luôn nè, xong rồi em mới qua hàng khác. Lên giúp em là thêu nâu với lại thêu hồng mấy chị ơi, hai màu, 55-56kg lại men vừa. Xít bộ quần da rồi các kiểu nhiều nha. Lên giúp em là hồng thêu mấy chị ơi. Hồng thêu với lại nâu thêu giúp em nha, có 79.000 mấy chị, nhìn vải nhìn hàng giùm em nè. Vải nhìn hàng nè, xịn ơi là xịn luôn nha, mặc lại beo ghiền luôn á. 55-56kg lại là mặc ok vừa, mấy chị chốt lên giúp em nha. Màu hồng, thêu hồng với lại thêu nâu. Thêu hồng với lại thêu nâu luôn 79. Thêu hồng và thêu nâu luôn giùm em nha, 79.000. Rồi ai lấy thì lên giúp em nha mấy chị ơi. Thêu hồng, thêu nâu. Còn không? Hàng này còn ở dưới không? Rồi lên giùm em mẻ này. Trời ơi xuất sắc mấy chị ơi. Lên giùm em làm mẻ số 2 kìm màu, cái này cho em là màu vàng luôn đi. Nó là caro nha mấy chị nha, em đọc màu vàng luôn cho nó khỏi lộn. Màu vàng nè, 55-56, 57kg lại men vừa cho em là màu vàng 79. Mấy chị nhìn cái cổ áo này đẹp không? Màu vàng giúp em nha, 79.000 màu vàng, hàng xịn xỉu luôn mấy chị ơi. Màu vàng 79 nè. Mi, soạn tin nhắn chưa? Em chưa soạn tin nhắn đúng không? Xe bộ này hôm qua bán hết bộ người ta hồi đó nè. Rồi lên giúp em nha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, kiểu như là vải có lọ là vải bộ thêu đó, là vải 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 đuổi nha chị Hoàng My. Vàng 79 đó chị CC. Rồi cho em là đỏ đi mấy chị ơi, đỏ nha, 79.000 màu đỏ. 56-57kg lại men vừa màu đỏ giúp em. Màu đỏ giùm em nha mấy chị nha, lo như là màu đỏ nè. 56-57kg lại men vừa màu đỏ 79. Màu đỏ 79 nha mấy chị nha, lo như là màu đỏ đi, 79.000 màu đỏ, quần là quần lửng nè. Beo đẹp luôn. Đỏ 79. Đó, lo như là màu đỏ 79 nha mấy chị nha. Đỏ chị Phương Linh 79 nè. Chị Phương Linh đỏ 79. Rồi cho em là màu ke màu đen luôn mấy chị ơi. Em khỏi đọc caro nha, nó trùng bị trùng mẻ mấy cái mẫu trước á. Cho em là màu đen luôn. 56-57kg lại mặc vừa cho em là màu đen luôn mấy chị ơi. 79.000 màu đen siêu rẻ nè. Vải đẹp lắm mấy chị cứ yên tâm giùm em nha, không có phải những cái hàng mà kiểu như kete mà nó sẽ có một cái chất là mỏng mỏng mà thô thô, em không có phải chất đó nha, chất này rất là mịn và dày dặn luôn. Dẻo thun có nha.
Rồi lên giùm em đi mấy chị ơi, caro đen là 79 ngàn mẻ caro đen, nhận hàng cái là ưng ý liền. Đây nha. Quần đồ may túi mấy đồ hết cho mình luôn mấy chị, lên giùm em là mẻ caro đen đi, 79 ngàn caro đen. 56 57 cái đó lại là mặc ok vừa nha, cho em là caro đen mấy chị ơi. Caro đen. Cho chị CC ok nè. Lên em là caro vàng. Lên em là màu vàng, caro vàng luôn mấy chị ơi. À, khóc len có luôn nha, khóc len em có mấy mẫu sau thôi. Giờ Lê Nguyễn ơi, khóc len lông dày thôi à chị. Rồi lựa chị mấy mẫu thun trắng đi. Rồi lên giúp em là caro vàng nha mấy chị nha. Caro vàng 56 57 cứ lại mang vừa mấy chị, lên em là caro vàng. Đúng rồi. Caro vàng giúp em nha mấy chị nha. Caro vàng 79.000 caro vàng, siêu đẹp luôn. Rồi lên em là caro vàng nha mấy chị nha. 79 caro vàng. Rồi que. Caro đen á chị Như Nguyễn ok nè. Caro đen chị bỏ que đúng không? Rồi caro đỏ cho chị Anh Thu Lê màu đỏ. Ai? Chị Như Nguyễn cho em địa chỉ số điện thoại chị Như Nguyễn ơi. Lên giúp em địa chỉ với số điện thoại nha chị Như. Rồi cái này lên em là màu đỏ mấy chị ơi, 79. Rồi form này 55 kg lại men vừa nha, đỏ 79. Đỏ 79 ngàn màu đỏ giùm em, ai lấy đỏ lên em mẹ đỏ 79 mấy chị ơi. Trời ơi, màu này lên chắc trắng da lắm luôn, trắng bóc luôn á. Lên em là đỏ đi mấy chị ơi, 79 ngàn mẹ đỏ nha. Rồi đỏ hoa đỏ cho em mẹ hoa đỏ 79. Hoa đỏ 79 ngàn nha mấy chị nha, mẹ hoa đỏ 79. Siêu đẹp luôn, tay cánh tiên. Tay dài đủ màu phía sau. Cái áo tay dài mẹ đủ màu phía sau. Mẫu này em. Bộ đỏ 79 nha Thi. Bộ hoa đỏ. Hàng áo này là áo nè, hôm nay em xài cái ép này là đúng màu nè, đúng màu luôn nha mấy chị nha. Lên áo khoác len lại đi, ok chị Phương Trinh. 40 kg đến bao nhiêu ký mặc cũng ok vừa, cái áo cầu vồng nè. Chị nào lấy cầu vồng lên em mẹ cầu vồng 125. Em up hình rồi, chuẩn như hình mặc luôn nha mấy chị nha. Chuẩn như là hình của mẫu mặc luôn á. Rồi mấy chị lên giùm em đi cầu vồng 125. Cầu vồng 125, hoa đỏ vậy em hết nha chị CC ơi. Đẹp quá mà toàn nhỏ nhỏ hơn. Lên em là mẻ cầu vồng mấy chị, 125.000 mẻ cầu vồng, hàng chuẩn đẹp luôn. Cầu vồng nãy em có soạn tin nhắn luôn rồi đúng không em? Rồi lên với em là cầu vồng nha mấy chị nha, cầu vồng 125, cầu vồng. Rồi ai lấy cầu vồng mấy chị chốt lên với em là mẻ cầu vồng 125. Rồi. Khóc len nè, áo đó là áo len nhan Lê Trân. Áo len, len xịn luôn, len Quảng Châu. Rồi lên bộ tiếp ok này, em tua nhanh áo khóc rồi em lên bộ tiếp nha. Cho em là dâu trắng 169. Mặt cười nè mấy chị, nhìn hàng len lông bên em nha. Hàng len chính phẩm, bao xịn bao đẹp luôn, 169 ngàn bao giá. Cho em là mặt cười 169. Dâu nâu 169. Bông tuyết đỏ 169. Mẻ chuột nè, mẻ chuột nha, 169 ngàn mẻ chuột. Chuột 169 mẻ chuột. Rồi mẻ cherry 169 giùm em nha, mẻ cherry. Cherry 169 mấy chị, vậy này là bông tuyết trắng. Bông tuyết trắng 169 giúp em nha, hàng xịn đẹp dày dặn cực kỳ luôn. Lên em là bông tuyết nha mấy chị nha, bông tuyết màu trắng 169. Bông tuyết màu trắng 169. Bộ đang mặc áo dài. Đây nè, áo này chị. Áo nó là như này nè, nhưng mà em thích nó thụng lên, nó em kéo lên á. Rồi, đó áo nha. Bộ đang mang 145 ngàn, hàng Quảng Châu chuẩn xịn luôn mấy chị ơi. Quảng Châu chuẩn xịn luôn giúp em nha, 145 ngàn nguyên bộ, quần sẽ có may túi, quần lưng siêu cao, 40 đến 60 mang vừa, 145 nha Như Nguyễn ơi, 145 ngàn giúp em nha. Trời ơi, cái rô này rộng rãi thoải mái nè mấy chị ơi, 60 kg lại mang vừa cho em là mẻ số B, màu vàng, mẻ số B cái rô vàng nè. Form rộng rãi thoải mái nha, 40 kg đến 60 kg mặc vừa. Mấy chị chốt lên giúp em là caro vàng. Caro vàng đi mấy chị ơi. Caro vàng giùm em nha, 79 ngàn thôi. Xịn cực kỳ luôn nè. Đó, caro vàng giùm em nha, 79 ngàn caro vàng. Caro đen.
bung màu em. Rồi em like nhanh cho mình nha. Caro vàng, caro đen nè mấy chị ơi, 79.000 caro đen siêu đẹp luôn. Đúng rồi, Thi là lấy hoa đỏ đúng không? Bỏ đúng rồi nha Thi nha. Lên giùm em là caro đen nè mấy chị ơi, phone này 60kg lại mặc vừa giùm em nha. 79.000 caro đen. Có xanh nha Khánh Vy ơi, nhưng nó siêu đẹp luôn nè. Có xanh luôn nha chị nha. Xanh có một bộ một à. Vàng đen đỏ xanh. Xanh này trời ơi, xanh nè, trời ơi xuất sắc chưa. 79.000 thôi nha, màu xanh nè. Màu đỏ mấy chị ơi. Bao đẹp luôn cho mình, 40 đến 60 men vừa nha. Que mẫu khác đi hoàn rồi, ok slide Nguyễn nha. Xanh cho chị Khánh Vy 79. Rồi lo giúp em nè, caro đỏ nha mấy chị nha, 79.000 caro đỏ. Caro xanh hết rồi. Hết caro xanh rồi mấy chị, còn caro đỏ, đỏ đen vàng thôi nha. Đỏ đen vàng. Đỏ nè, đen nè, vàng thôi nha. Đỏ đen vàng thôi, hết xanh rồi. Đỏ cho chị CC màu đỏ nè. Chị CC lấy đỏ ok nha. Rồi đỏ đen vàng thôi mấy chị ơi. Đỏ đen vàng thôi nha. Đỏ 79 cho chị Bích Lê. Đỏ 79 cho chị Bích Lê nè. Dạ Somi. Somi có mẫu caro á, chị Chi lấy giùm chị em. Caro xanh 95 á. Rồi lên giúp em là caro đen nè mấy chị ơi, mẻ số 3 caro đen, về mẻ số 3 caro vàng. Còn caro đỏ không? Rồi ai lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi caro vàng, caro đen giúp em mẻ số 3 nha mấy chị nha. Caro vàng, caro đen mẻ số 3. Caro xanh mi hồi sáng soạn. Để đâu? Em có soạn tin nhắn màu đó nè đúng không? Rồi lên giúp em nè mấy chị ơi, bộ hoa nè. Lên em là bộ hoa nha. Bộ hoa này 40kg đến 60kg là men vừa luôn mấy chị ơi. Lên em là bộ hoa nè, 40 đến 60 men vừa. Bộ hoa nha 85.000. Bộ hoa này giá 85 nè mấy chị ơi. Lên em là hoa 85. Rồi 40 đến 60 là mấy chị mặc vừa hết luôn nha. Cho em là mẻ hoa 85.000 mẻ hoa. Hoa 85 cho Khánh, cho chị Khánh Vy. Đen ở chị Nguyễn Thị Kim Hồng. Rồi đưa chị mấy cái đó lên luôn chi. Đen chị Nguyễn Thị Kim Hồng, nhan hoa và Khánh Vy. Somi là em có mẫu này nè. Có ốp hình hồi tối luôn. 40 đến 60 men vừa giá 95 nha. 40 đến 60 mấy chị mặc ok vừa hết luôn giúp em nè. Giá 95 ngàn chị nào lấy mình lên giùm em nha. Caro xanh 95 mấy chị ơi. Caro xanh 95. Em mới lấy ra chứ còn mà giặt xong rồi mình vũ cái form hoặc là mình ủi cái form đây là bao đẹp luôn nha. Rồi lên giúp em là caro xanh mấy chị ơi. Caro xanh 95 nha. Caro xanh 95 ngàn. Mẻ caro xanh hồi tốt ấp hình. Mẻ hoa tím giùm em nè. 60kg lại men vừa mấy chị ơi. Lên em là hoa tím này. Hoa tím nha. 85 ngàn luôn hoa tím. 60kg lại men vừa mấy chị. Lên em là hoa tím nè mấy chị ơi. 85 ngàn vải bao đẹp luôn. Hai túi hai bên nè. Hoa tím, hoa tím. Trời ơi hèn chơi nãy giờ không thấy Phương Diễm. Lên với em là hoa tím nha mấy chị nha. Hoa tím giúp em nè, 85 ngàn hoa tím. Rồi vải đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Hoa tím 85, hoa tím. Hoa tím 85. Hoa tím cho chị Lê Kim Chi. Hoa tím cho Lê Kim Chi. Rồi cái này cho em là hoa màu da mấy chị ơi. Màu này sang dữ vậy. Hoa màu da giúp em nè, hoa da mấy chị ơi. Hết tím nha, chuyển qua hoa da giùm em nè. Đẹp lắm lắm luôn á, hoa màu da. Về hoa màu kem. 85 em, tôi giấy hết vô. Em hết hoa tím rồi. Rồi cho em là hoa màu kem nè. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Hoa kem, hoa da nha, hai màu này sang lắm. Rồi beo xuất sắc luôn mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Hoa màu kem. Hoa màu kem mấy chị ơi, hoa màu kem nè. Hoa kem mà có 85 ngàn vải beo đẹp luôn nha. Cái hàng này là xuất sắc luôn mấy chị ơi. Màu kem lên trắng da cực kỳ luôn á. Lên beo trắng da cho mình. Đây em là hoa màu kem nè. Về hoa này là hoa màu da. Hoa màu da nha mấy chị nha. Hoa da siêu đẹp. Có nơ phía trước này dễ thương xỉu. Cho em là hoa da nha mấy chị. Hoa da với hoa kem. Rồi hoa da với hoa kem. Hoa kem chị mẹ Khánh Linh. Rồi bộ này lên giúp em luôn nè. 60kg đổ lại men vừa mấy chị ơi. Lo như em là mẻ số 1 nè. 85 ngàn mẻ 1.
85.000 mẻ 1 nha, 60 kg lại mang vừa mà chị lo nhiều em là 85.000 mẻ số 1. 85.000 mẻ số 1. Ok chị Mai Diễm My. Mẻ 1 85.000 mẻ 1 giúp em nha. Rồi lo em là mẻ số 1 nè, 85.000 mẻ số 1. Mẻ 1 giùm em nha mấy chị nha, mẻ 1 nè. 85.000 mẻ 1. Thun trắng là có 4 cái này rồi đúng không? Đây đây thun trắng này em chỉ có 4 cái mẫu này thôi nè. Bung hết rồi. Áo thun hàng Ime nha mấy chị, 95.000, beo xịn beo đẹp luôn, cho em là mẻ gấu trắng 95. 40 đến 60 mang vừa mấy chị chốt luôn em là gấu trắng nha, 95.000 gấu trắng. 95.000 gấu trắng mấy chị ơi, lo giùm em là gấu trắng 95. Gấu trắng giúp em nha, 95.000 mẹ gấu trắng. Trời ơi đẹp xỉu mấy chị ơi. Gấu trắng 95 giùm em nha. Đúng rồi. Lo giùm em là trắng hình 95.000 trắng hình mấy chị. 40 đến 60 mang vừa trắng hình 95. Trắng hết đẹp lắm mi, như có một cái rồi đúng không? Lo em là trắng hình nè. Trắng hình 95.000 trắng hình giùm em mấy chị ơi, trắng hình nha. Trắng hình. Rồi cái này em là trắng chữ xanh đi. Xếp em mặc là 145 á, có bán chị Thúy Huỳnh ơi, áo này nha. Xếp em là 145, hàng này hàng Quảng Châu cao cấp mấy chị ơi. Quảng Châu cao cấp 145 giúp em từ 40 đến 60 mang vừa nha chị nha. Rồi cho em là trắng chữ xanh. Trắng chữ xanh 95.000 trắng chữ xanh. Vẻ này là trắng gấu phông ngắn. Trắng gấu phông ngắn 95 nha. Rồi áo trắng chỉ có 4 mẫu này thôi. Trắng gấu mấy chị 95.000 mẹ trắng gấu. Rồi, mấy cái mẫu nãy mình đã like rồi đâu. Đưa thì tua lại cho Phương Diễm. Rồi lo nhiều em nè, cái này em tua nhanh qua nha mấy chị nha. Mà cái mẫu này cũng chưa like mà. Đúng không? Cái nãy giờ cái này chưa lên. 55-56 kg lại mang vừa cho em là hồng nè mấy chị ơi, hồng cổ vuông. Rồi 79.000 hồng cổ vuông, em tua nhanh rồi em quay hàng khác cho mình. Lo em, đợi chị tua luôn bản gớ ơi. Lo em là hồng cổ vuông nè mấy chị ơi, 79.000 mẻ hồng cổ vuông nha, rồi em quay hàng khác nè. Hồng cổ vuông 79. Hồng cổ vuông 79. Rồi caro vàng. Caro vàng mẻ 1. Caro vàng nè mấy chị ơi, caro vàng mẻ 1 giúp em. Caro vàng mẻ 1. Đó, caro vàng mẻ 1 nha. Caro vàng mẻ 1 quần rin ôm soạn giùm chị. Caro nâu giúp em nè, caro nâu. Caro nâu nha mấy chị nha, caro nâu. 55 56 kg lại mang vừa luôn em là caro nâu. Caro nâu mấy chị, caro nâu. Rồi cái này cho em là caro caro đỏ. Caro đỏ 56 57 kg lại mang vừa caro đỏ. Đây nha, caro đỏ 79, 56 57 kg lại mang vừa caro đỏ 79. Caro đỏ 79 nè. Rồi cái này cho em mẻ số B kìm màu 60 kg lại mang vừa. 60 kg lại mang vừa, caro màu đen mẻ số B. Mẻ số B caro đen nha, 60 kg lại mang vừa, mẻ số B caro đen. Rồi mẻ số B caro vàng. Mẻ B caro vàng nha mấy chị nha, mẻ B caro vàng giúp em 60 kg lại mang vừa. Mẻ B caro vàng. Rồi cho em là màu kè phơ sữa 79. Caro nâu cho Trần Diễm Phương 79. Lo giùm em là màu da nè, 79.000 màu da, bộ này beo đẹp. Màu da 79 giúp em là 56 57 kg lại mang vừa. Cho em là màu da 79. Cho xem lại caro đỏ. Màu da 79.000 màu da giúp em. Màu da 79. Về màu kem giùm em nha, màu kem nè, 79.000 màu kem. Màu kem 79.000 màu kem mấy chị ơi. Lo em là màu kem 79. Màu kem 79 nha, màu kem 79 và màu da 79. Rồi caro đỏ đây nha Thanh Thúy ơi, caro đỏ nè. Đẹp lắm luôn á. Caro đỏ đây nha mấy chị nha, caro đỏ. Rồi lo giùm em caro đỏ đi, 79.000 caro đỏ. Dạ rồi ok nha. Đây em đang cố gắng lên nhanh thiệt nhanh cho mấy chị nè. Dạ có nha là Thảo Phạm. Rồi caro đỏ cho Thanh Thúy nè. Caro đỏ cho Thanh Thúy. Cái này lo giùm em là thêu hồng. 79.000 thêu hồng. 55 56 kg lại mang vừa thêu hồng 79. Trời ơi rất là dễ thương, vải đẹp xỉu mấy chị. Lo em là hồng thêu nha. 79.000 mẻ hồng thêu.
Hồng thêu 79 éo kiểu, hôm nay em không có hàng. Hồng thêu 79 ngàn hồng thêu. Đây nha mấy chị, hồng thêu 79. Cho em là nâu, thêu nâu 79. Đẹp lắm, cái mẻ này em thấy dễ thương xỉu mà mấy chị, bỏ qua mẫu này uổng quá nè. Lên em là nâu thêu nha mấy chị nha. Nâu thêu 79 ngàn, mẻ nâu thêu. Rồi nâu thêu 79. Caro hồng. Caro hồng mấy chị ơi, caro hồng. Caro hồng 79 ngàn, form này 55-56 ký lại men vừa. 56-57 ký lại men vừa, caro hồng nè. Em nói cái hồng này xuất sắc lắm luôn, mấy chị lấy đi, vải beo đẹp nè. Caro hồng 79. Nâu thêu chị Trần Nhung. Nâu thêu chị Trần Nhung, cái này em là caro hồng. Đây nha mấy chị nha, caro hồng 79. Rồi cái này cho em là vàng mẻ số 5, caro vàng mẻ 5. 55-56 ký lại men vừa, caro vàng mẻ 5. Caro vàng mẻ 5 nha mấy chị nha, 55-56 ký lại men vừa. Lên giùm em caro vàng mẻ 5. Caro vàng mẻ 5. Gần xong rồi mấy chị, ráng đợi em chút nha, rồi quay hàng khác luôn. Cho em là hồng cổ. Hồng cổ 79 ngàn mẻ hồng cổ mấy chị, cái quyền là thêu nha. Hồng cổ giúp em nè, 55 ký lại men vừa hồng cổ. Hồng cổ 79 ngàn hồng cổ mấy chị ơi. Hồng cổ 79 nè. Rồi lên em là hồng cổ 79, vải siêu đẹp nha. Hồng cổ 79 ngàn mẻ hồng cổ. Hồng cổ 79. Nữ xe bộ này nè mấy chị ơi. Cái quần này mua lỉ không phải 85 ngàn rồi. Quần là quần kaki đen ống bo. Đây em nói nó xuất sắc cực kỳ. Dụ như em mà tách rời ra mặc cái quần ấy, tách rời ra bán là cái quần này cũng 85 ngàn đó. Nhưng mà em để nguyên xếp em tính cho mấy chị có 79 ngàn thôi nha. Lên giúp em là đen 79. 55-56 ký lại men vừa đen 79 nè. Đen 79 nha mấy chị nha. 55-56 ký lại men vừa, quần kaki đen ống bo có túi đi với lại áo. Rồi em là caro đen 79. Áo em mang là nguyên bộ 145 nha, sơ mi tay ngắn, hiện tại em hết hàng nha Hình Như ơi. Thun dày hay mỏng? Thun dày á chị. Thun dày nha, nguyên bộ 145 thun dày. Rồi lên em là bộ đen 79 ngàn bộ đen. Quần là quần kaki màu đen nè, 55-56 ký lại men vừa, ống bo luôn mấy chị ơi. Nè ống bo luôn thấy không, xịn xỉu luôn. Cho em là bộ đen nè, 79 ngàn nguyên bộ đen. Vải rất là xịn luôn mấy chị ơi. Nguyên bộ đen 79 ngàn giúp em nha, bộ đen 79. Rồi cho em là hoa hồng 85, hoa hồng 60 ký lại men vừa, hoa hồng 85. Rồi 60 ký lại men vừa mấy chị ơi, lôi em nha, hoa hồng 85 ngàn mẻ hoa hồng. Siêu xuất sắc. Rồi hoa hồng nha, 85 ngàn mẻ hoa hồng mấy chị. Hoa hồng 85. Ôi, éo lên nó sâu cho coi. Rồi em qua mẫu nè. Hoa xanh giùm em mấy chị ơi, hoa xanh 40kg đến 60kg men vừa cho em là hoa xanh 79. Hoa xanh giúp em nha, 79 ngàn hoa xanh. Rồi 79 ngàn hoa xanh mấy chị, lên em là hoa xanh 79 nha. Hoa xanh 79. Lòng bị lại giùm chị nè chứ. Bị của nó nè. Rồi khóc lên 169 em tua nhanh này, em qua hàng khác cho mình nè mấy chị nha. Cho em là bông tuyết màu trắng 169. Bông tuyết màu trắng 169. Cherry 169. Mặt cười 169. Dâu trắng 169. Mẻ chuột nè, mẻ chuột Mickey 169. Rồi bông tuyết màu đỏ 169. Về mẻ dâu màu nâu nè, dâu nâu mấy chị. 169 dâu nâu nha. Rồi ai lấy lên giúp em dâu nâu 169. Rồi lên em là ship 3 món nè, gồm một cái quần mấy chị, một cái quần. Đây rồi một cái quần nha. Đó, quần sọt ở sau có lưng thun như thế này. Một cái áo 2 dây cộng 4 nè. Áo 2 dây cộng 4 nè, ship 3 món. Rồi em ship 3 món nè mấy chị ơi, với lại áo nè.
xuất sắc chưa? 145.000 ship 3 món mấy chị lên giùm em nha. Lè tách rồi ra em nó mang thoải mái luôn. Áo khoác nè mấy chị. Áo khoác ngang cài nút hết vô giùm em, 60kg lại mang vừa ship này, ship 3 món 145. Giờ nó lấy hay lên giùm em nha. Quần nè. Trời ơi xuất sắc cực kỳ mấy chị ơi. Áo 2 dây cộng 4 đi với lại áo mặc bên trong rồi thêm cái áo khoác ở ngoài. Mấy chị có tách rồi ra mang thoải mái luôn giùm em nha, màu đen giữa phối đồ. Áo này là áo dạ. Áo dạ nha mấy chị nha. Rồi lên giúp em là ship đen 3 món 145. Đen 3 món 145 nha mấy chị nha. Đó. Rồi lên giùm em nè, đen 3 món 145 60kg đổ lại mặc vừa. Đây nha mấy chị nha, 3 món 145. Bộ này xọn rồi không ơi. Bích Lê sáng mai giao, bộ đó có một màu nha Khẽ Tâm ơi. Đây cái bộ em up hình nè. Bộ em up hình đây mấy chị ơi. 40 đến tầm 55, 56kg là mang vừa nha. 115 115.000 mấy chị, bộ up hình nè. 115. Em sẽ có màu này là màu hồng nè. Màu hồng 115 màu hồng. À rồi, nếu như mà kịp thời gian thì chị chụp cho. Rồi lên giúp em màu xanh nè mấy chị ơi, màu xanh 115.000 màu xanh. 40 tầm 55 56kg men vừa màu xanh 115. Rồi xanh 115 giùm em nha, mã xanh 115. Đó, mẫu up hình á, xanh 115, hồng 115, vàng đen da 115. Rồi vàng đen da luôn mấy chị, 115, ai lấy thì chốt lên giùm em nha. Xanh dồn với Khẽ Tâm, ok nè. Lê Trân bỏ vô với Khẽ Tâm. Xanh dồn. Rồi dây là màu đen mấy chị, 115 màu đen. 115 màu đen. Đợi dồn đơn nha, ok em Trần Diễm Phương. Đơn này nhỏ quyên dồn ngày mai. Ngày mai là em đi đơn hết nha, tại thứ bảy chủ nhật em nghỉ. Rồi dây là màu đen 115 mấy chị. Đen 115 màu đen. Em còn đen, còn hồng với lại còn da vàng. Đen hồng da vàng 115 mấy chị, rồi ai lấy lên giúp em nha. Đen vàng da hồng, đen 115 mấy chị Dung Dung. Đen 115 chị Dung Dung, rồi ai lấy lên giúp em nha. Đen vàng da hồng. Màu vàng nè. Màu vàng giùm em luôn, màu vàng 115. Về màu da 115 màu da mấy chị ơi. Đó đẹp không? Lên giúp em nha mấy chị nha, màu da nữa nè 115. Đó, ai lấy mấy chị lên giùm em nha, 115.000 kèm màu. Màu da, màu vàng, màu hồng với màu đen, da vàng hồng đen. Ok em Bảo Ngô Ngọc nha. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, chị nào lấy mà lên giùm em nha. Da vàng hồng đen 115. Chị ít xích bộ nữa lên đây. Rồi xích xanh nè mấy chị ơi, xanh 79A lấy lên giùm em nha. 40kg đến 60kg men vừa nè, gồm cái quần nè. Gồm cái quần nè đi với lại áo. 79.000 mấy chị ơi, ai lấy xanh 79 lên giúp em nha. Xanh 79. Chị Tuyền Nguyễn cũng dồn nhớ không ơi. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, màu xanh giùm em nha, màu xanh. Tuyền Nguyễn nhớ chưa, còn không thì ghi lại đi. Lên em là bộ vest 3 món đây mấy chị ơi. Đây gồm một áo khoác vest như thế này nè, xịn xỉu luôn mấy chị, vải rất là xịn và rất là đẹp luôn giùm em nha. Chắc em mặc thử cho mấy chị coi form nè. Rồi đưa mẫu đi.
em mang là size nhỏ. Rồi ok chị bảo ý Huỳnh nha chị ơi. Bộ em mang nè. Nó gồm quần nè mấy chị ơi, gồm quần nha. Gồm quần với lại áo khoác vest bên ngoài như thế này nè. Lớn như là bộ vest 135.000 bộ vest nha mấy chị ơi, size nhỏ size S à. Size S giúp em nha, 135.000 nguyên bộ gồm quần nè, áo 2 dây. Gồm quần áo 2 dây với lại áo khoác vest bên ngoài luôn nha mấy chị ơi. Lên giúp em là bộ này 135.000 nguyên set nha, nhưng mà size S à. Nguyên set size S nha mấy chị nha. 135 chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. Áo khoác vest này mua rồi cũng 135 rồi mấy chị. Nhưng mà cái đợt này em nhập được đúng cái đợt giá nó rỉ nè, cho nên mới bán 135 nguyên bộ bé món như thế này. Vải xuất sắc cực kỳ luôn giùm em nha. Rồi lên em là set vest 135 size S à. Set vest 135 size S. Quần jean hồi nãy soạn chưa? Xếp vest nha mấy chị nha, 135.000 size S giùm em, size S 135. Rồi đây mấy chị ơi, quần rin nè. Quần rin 165.000, co giãn beo xịn beo đẹp luôn. Mẻ này mấy chị lên là mẻ số 57 kèm size. Mẻ 57 kèm size nha, em đang cầm là size L nè. Rồi ơi, co giãn đẻ lắm luôn nha mấy chị ơi. 165.000 giúp em nha. Cái này lên là mẻ 57 kèm size. Mẻ 57 kèm size mấy chị ơi, M với L hai size nha. M với L 2 size mẹ 165.000 cho em mẻ 57 kèm size. Đây nha mấy chị ơi, trơn đơn giản. Trơn đơn giản nút nè. Ba nút ngang như thế này. Rồi lo giùm em nha. Quần đùi là có quần đùi da thôi nha chị nha. Lo giùm em là mẻ số 57 kèm size, có size M với lại size L nha mấy chị ơi. M L 2 size mẻ 57. Rồi màu đen nè, size L đây em không chị ơi. Màu đen này là size M mấy chị. Màu đen size M, quần đen rách 165.000, đen rách size M nè. Siêu đẹp luôn dùm em nha. Đen rách size M 165. Đen rách size M mấy chị, 165.000 mẻ đen rách size M. Rồi lên dùm em nha. Đen rách size M 165. Đen rách size M 165. Bỏ lên gối chơi chơi. Đỡ bình thường. Bình thường là E74, kéo căng là E78 nha Trần Nhung ơi. Bình thường nó là E74 mà kéo căng ra là E78 nha chị nha. Rồi lên giùm em là quần rin này nè. Cho em là mẻ 61 size L. Mẻ 61 size L mấy chị ơi. Trời, quần rin là vải beo đẹp luôn mấy chị, cứ yên tâm giúp em nha, 165.000. Mẻ 61 size L. Rồi đây mấy chị ơi, màu xám á. Màu nó mẻ 61 size L giùm em nha, 61 size L. Rồi mẻ 40 size M. Mẻ 40 quần đen nè, quần đen trơn. Quần đen trơn mẻ 40 size M giúp em, quần đen đồng giá 165 nha. Đó, đen trơn. Đen trơn nha mấy chị nha, đen trơn co giãn nhiều nha chị Trần Nhung. Chị Trần Nhung lấy size L mẻ 57. Nhung size L mẻ 57. Rồi lo em là đen trơn mẻ 40 size M nha. Đen trơn mẻ 40 size M. Rồi mẻ 38 là em còn đủ size XML. Mẻ 38 là còn đủ size luôn XML. Trời ơi xuất sắc. Em là bị thích mấy cái màu này nha. Quần riêng em toàn là thích mặc màu nhạt nhạt như thế này nè. Đó, B nút như thế này nha mấy chị ơi, trơn dễ mặc nha. 165.000 giúp em XML B size. Chị Thủy Hoa Nguyễn xanh là xanh nào vậy ta? Chị Thủy Hoa xanh nào vậy chị ơi? Lên giúp em nè mấy chị ơi, màu quần này em còn đủ size XML luôn, B size. XML luôn B size giúp em nha mấy chị nha. 165. Trơn đơn giản mấy cái này mấy chị mặc phối với lại áo thun á. Đẹp lắm luôn nha. Lên giúp em là mẻ 38 kèm size. Quần rin co giãn nha. XML B size mấy chị ơi. XML B size mấy em nha, mẻ 38. Mẻ 38 kèm size. Chị Thủy Hoa lấy gì Thủy Hoa ơi?
Mẻ quần rin này nè mấy chị ơi, 165 nha, em còn size S thôi. Mẻ quần 165 này em còn size S, cho em làm mẻ 77 size S. Ủa, size M nữa nè. Rồi mẻ 77 em còn S với M 2 size 165. Quần này lên form bell đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi coi dạng đẻ lắm luôn nha. Quần rin này coi dạng đẻ lắm luôn. Em mẻ 77 em còn size với size M 2 size. 77 nha mấy chị nha, S với M 2 size. Nó cũng vậy luôn nha, tròn nhung. Nó là một form như nhau nha, tròn nhung nha. Một form như nhau á. Rồi mấy chị lên cho em là mẻ 77 kèm size nha. S với M luôn 2 size. S với M 2 size. Xong rồi cột mẻ nào thì mẻ đó em à. Rồi mẻ 56 là em còn size L với lại size S nè. Rách nha. Quần này đẹp nha mấy chị ơi. Quần này đẹp lắm luôn, 165 ngàn giúp em nè. Rách nè, beo xịn beo đẹp luôn như thế này. Co giãn. Mẻ 56 em còn size S với size L. Mẻ 56 nha, còn S với còn L. Rồi đây mấy chị ơi, mẻ 56 còn ít với L nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị nha. 56 còn ít với L. Rồi B8 size L chị Trần Nhung. Rồi mẻ này là mẻ 56 nha mấy chị nha. 56 ít với L. Mẻ B19 nè. Mẻ B19 em còn size S với lại size L luôn. Mẻ B9 mấy chị còn ít với L. Đẹp chưa? Mẻ B19 giúp em nha, 165 còn ít với L. Sao em mới đưa xuống đó. Quần rin hơn chị, quần rin hay sao chị Thị Hoa Nguyễn ơi. Quần rin chị lấy size gì cho em cái size luôn nha Thị Hoa Nguyễn ơi. Quần rin lấy size gì chốt cái size lên giùm em luôn nha. Rồi lên em là mẻ này là mẻ B19 còn size ít với size L. Mẻ B9 em còn size ít với size L mấy chị ơi. S với L mẹ B9. Ủa, khóc xanh này hả? Chị Thủy Hoa chị lấy khóc xanh 169 này đúng không? Thì ok lên giùm em nè. Chị lấy khóc xanh 169 này đúng không? Thì ok lên giúp em nha chị Thủy Hoa ơi. Xanh này nha, đúng thì ok lên giùm em nè. 169 khóc lên long. Lên long 169. Rồi mẹ 55 em còn size L. Mẻ 55 em còn size L nha mấy chị nha. Mẻ 55 còn size L nè. Đẹp ơi đẹp luôn nè. 55 còn size L mấy chị. Vải đẹp thiệt luôn á. 165 nha. Mẻ 55 còn size L giấy 165. Rồi đây nha mấy chị nha. Mẻ 55 còn size L giấy 165. Ai lấy thì lên giúp em. 165 size L. Mẻ B6 còn size S. Mẹ B6 còn size S nha mấy chị nha. Rồi ai lấy lên giùm em luôn. Mẹ B6 còn size S 165. Rồi em hết quần rin ôm nha, em qua mẫu. Mẹ 56, mẹ 56 Mimi, đưa lại mẹ 56 không chị. Mẹ 56. Rồi mẻ 56 size L cho chị Thị Hoa nha. Chị mặc size L đúng không? 56 size L chị Thị Hoa 165. Rồi đây. Rồi mẻ 56 size L cho chị Thị Hoa Nguyễn nha, 165 nè. Xanh vi chai đó em. Không có cổ nha em. Là sao ta. Rồi lên em là chân váy dê nè mấy chị ơi. Chân váy dê có lót quần bên trong. Chân váy dê giúp em nè mấy chị ơi. Có lót quần bên trong giùm em nha. Size M. Size M mấy chị lên em là chân váy dê 79. Không phải đâu mi mi. Xanh vi chai đó em. Không có cổ nha em. Lẽ gì ta. Xanh 49.
xanh 49. À cô Trần Chị Thị Hoa vô đúng cái lúc em like chị vô chị coi bị coi đoạn đầu đúng không? Xanh 49 là cái nào lúc đầu rồi đúng không? Chị là em hết rồi, chị Thị Hoa, cái này cho em là chân váy size M nha, 79.000 chân váy da size M lốt quần bên trong. Chân váy da size M lốt quần bên trong nha mấy chị nha. Chốt là em là chân váy da size M nè, có lốt quần bên trong. Có lốt quần bên trong nha. Lên cho em áo ghi lê xanh đây nha mấy chị ơi, 99.000. Vải dài dạng siêu đẹp luôn nha mấy chị, cho em ghi lê xanh 99. Xanh 99.000 giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg đô lại men người, cho em mẻ xanh 99.000 xanh. Số B ship món ba len tốt vậy chị. Chị thử món phê xíu. Cái này món đó nè. Lên cho em xíu này nha mấy chị ơi. Vé là 145.000. Éo là vải dẹ dài dặn luôn nha mấy chị. Cho em là xếp 145. Cái này cho em là éo cầu vòng 125 nha mấy chị. 40 đến 60 kg đô lại men vừa. Cho em là cầu vòng 125. Éo hai dây rớt ở dưới đây. Đây món đen thì nó là cái quần như này nè em à, cái quần xong cái éo hai dây nha. Giúp của chị kìa. Quần. Chị đang mặc bre rồi nên không có thử cái éo hai dây nha em. Nó có éo hai dây bên trong nữa, một cái quần lưng keo. Cái quần này lưng keo có túi nha. Một quần lưng keo có túi. Rồi một cái éo khớp như này nữa. Đó, một cái éo khớp như này nữa thôi nha. 145.000 ship 3 món giúp em nha. Éo khớp dạ nè, mấy chị tách rồi ra mặt cũng được. Éo khớp là éo hai dây và quần sọt nha. 145.000 giúp em, cái này từ 40kg đến 60kg với chị mang vừa. Rồi ai lấy hello giùm em nha mấy chị ơi. Quần nè, đi với áo dây với lại áo khớp nữa à. Đó nha. Rồi lấy chốt lên giùm em. Cho em áo thun kem lên nha mấy chị ơi, 95.000. Cho em mẻ kem 95 nha mấy chị, kem 95. Quần em mang nha, quần em mang lưng keo nha mấy chị ơi. Rồi rút dây được. Rút dây được, quần thể thao ống bo 75.000. Có màu đen với lại màu xám hai màu. Quần thể thao hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Ống bo nè, đó ống bo. Ống bo giúp em nha. 40kg đến tầm 55kg mấy chị mang vừa. 40 đến tầm 55kg mang vừa em nha. Vậy là quần thể thao 75. Có màu đen, màu xám hai màu. Rồi quần thở theo giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha, 75.000 có màu đen với lại màu xám luôn hai màu nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. Đen với xám hai màu 75, 40 đến tầm 55 kg với chị mang vừa. Rồi thở theo đen, thở theo xám nha mấy chị nha, hai màu.
40 tầm 55 cái là men vừa, có màu đen với là màu xám luôn, hai màu như em đang mặc nha. Giờ rồi lấy mình chốt lên giúp em nè. Có hai túi hai bên nữa. Rồi màu đen với lại màu xám hai màu nha mấy chị ơi. Ai lấy thì lên giúp em nha. Rồi đen xám hai màu 75.000 kèm màu. 75.000 màu đen và 75.000 màu xám nha mấy chị nha. Rồi lên em là quần nè, 75.000 kèm màu. Đen á chị, CC màu đen. Rồi. Lên em là chân váy da nè mấy chị ơi, chân váy da nha, cái này là size M. Chân váy da size M. 79.000 chị nào lấy chốt lên giúp em nha, chân váy da size M79. Chân váy da size M79 nha mấy chị nha, size M. Đó. Dây kéo nằm phía trước mà nó sẽ có hai túi hộp phía trước nè, size M giùm em nha. Rồi ai lấy chân váy da mấy chị lên giùm em là chân váy da size M nè. 79.000 nha mấy chị nha. 79.000 giúp em da size M79. Dê size M79. Rồi lên em là chân váy này nè mấy chị ơi, dê luôn 79.000. 79.000 giúp em nha. Size này là size size S. Chân váy dê size S 79.000 mấy chị ơi. Nó có dây kéo nằm bên hông. Đó. Có dây kéo nằm bên hông như này giúp em nha. Lên em là chân váy da size S mấy chị ơi, 79.000 da size S 79. Đây nha, da là đa số mẫu này chân váy da này em có màu đen thôi à. Đen nha mấy chị nha, 79.000 da đen size S. 79.000 da đen size S nha mấy chị ơi. 79.000 da đen size S giúp em nè. Trời ơi, cái màu xanh rêu đẹp ghê luôn. Quần xám với quần đen ơi chị Nguyễn Thị Kim Hồng. Xám đen 75 chị Kim Hồng. Rồi mấy chị lên giùm em nha, màu xanh rêu. Xanh rêu size M. 79.000 xanh rêu size M mấy chị ơi, chân váy da. Đẹp ghê luôn nè. 79.000 xanh rêu size M có quần trong. Chị nào lấy lên giùm em nha, chân váy nè. Xanh rêu 79.000 xanh rêu có quần trong. Size M. Size M nha mấy chị nha, ai lấy lên giùm em. Size M, xanh rêu size M 79. Xanh rêu size M 79. Rồi, xí này em gồm một cái áo khót nè. Gồm một áo khót mấy chị ơi, gồm một áo khót. Một cái dây cột tóc nè. Áo khót dây nơ cột tóc nè. Dây cột tóc nơ và một cái chân váy. Rồi, xít ho nha mấy chị ơi. Lên em là xít ho là 129.000. 129 xít ho. Hôm này 55-56kg đổ lại vừa. 55-56kg lại men vừa em nha. Chị lấy xít ho 129 chốt lên giùm em nha. Rin, quần rin ben nút 165 nha chị Khánh Vy. Quần rin ben nút 165. Rồi lên giúp em là set này nha mấy chị ơi, 129.000 áo nè. Áo tay dài cài nút và đi với lại chân váy ho, chân váy ho này nó sẽ có quần bên trong giùm em nha. Rồi mấy chị chốt lên giúp em là set ho đi, 129.000 set ho. Ho 129 giùm em nha, ho 129. Rin be nút này đúng không mày Khánh Vy, 165 giúp em nha. 165 cho em là mẻ 39 kìm size. Size S với size L nha, mẻ 39 còn size S với size L. S với size L mà em nha mấy chị nha, mẻ 39 S với L. Rồi B9 S với L giùm em. Rồi lên em cái bộ này đi mấy chị ơi, áo nè. Áo trắng kiểu, kiểu như áo áo trắng sơ mi kiểu. Đây nha. Be nút ngang á, đi với quần. Trời ơi, đẹp quá đi. 57-58, cái này 60kg đổ lại vừa luôn nè. Xét này form 60kg lại mang vừa, tại vì lưng thun nha mấy chị nha. Quần này ở sau có lưng thun mấy chị, lên em là xít xanh 129. Xít xanh 129.000, xít xanh giúp em, ai lấy mấy chị lên em nha. Đó, gồm một áo sơ mi trắng tay dài đi với quần bít ghi. Vải đẹp lắm luôn, yên tâm giùm em nha. Bít ghi ở sau có lưng thun. Rồi form 60kg lại men vừa cho nó lấy xanh này cho em là xanh 129.
xanh nha mấy chị nha, xanh 129. Vải beo xịn beo đẹp luôn, cho em là màu xanh đi, 129.000 màu xanh nha mấy chị nha. Xanh 129 giúp em, xanh 129. Be nút ngang này đúng không chị? Còn size gì mi? Một cái hả? Be nút ngang này em còn một cái màu xanh này size M chị ơi. Một cái màu xanh này size M thôi nha. Nút ngang hình như còn màu xém nữa mi. Rồi xanh ngang 165 em còn size M. Xanh này nha, xanh nút ngang 165 mẻ 57 em còn size M. Mẻ 57 còn size M. Không phải. Xanh đậm cho Khánh Vy, size M đúng không? Rồi ok Khánh Vy nè, dồn nè. Dạ còn nha Trần My Ruby ơi. Size M này em Khánh Vy 165. Rồi xíu này gồm áo 2 dây bên trong. Một áo 2 dây bên trong. Một quần. Ủa cái này chân váy hả? Một cái chân váy. Áo 2 dây nè, chân váy nè mấy chị ơi. Đi có lại một cái áo khót nữa nè. Ơi cái này dễ thương mấy chị ơi. Cho em lại nguyên xíu này luôn nha. 129.000, 40 đến tầm 55kg men vừa. Mấy chị chốt lên em lại xíu bê món 129. Bê món 129 giùm em nha. Bê món 129 mấy chị. Ai lấy lên em là bê món nào, 129.000 bê món. Áo khót, chân váy, chân váy sau có lưng thun. Và áo 2 dây giúp em nha. Cho em là bê món 129. Quần chip lại còn trong cái hộp đúng không? Ai cho chị cái hộp que. Chip là em còn một hộp này à chị ơi, 85.000 ship 5 cái nha. Rồi đây. Rồi 85.000 ship 5 cái mấy chị ơi. A lấy thì chốt lên giúp em nè. Còn hộp cuối cùng luôn nè. Là em làm hết quần chip luôn á. Hộp 5 cái nha. 85.000 hộp 5 cái. Siêu co giãn luôn, 60kg lại men vừa, mặc như không mặc vậy mấy chị ơi. Xuất sắc lắm luôn nha, lo cho em quần chip 85.000 hộp 5 cái. 85.000 hộp 5 cái nha, ai lấy lên giúp em. Chip có chị Khánh Vy dồn nè, chip Khánh Vy dồn. Quần quần ố quần đùi. Cho mấy cái hàng ở trong ngăn này ra luôn chị. Ngăn cuối rồi chị. Lấy cái này xuống rồi mày. Lo em mẻ sơ mi này đi mấy chị ơi, 40 đến 60 men vừa nha. Form to rộng rãi thoải mái luôn. Cho em này sơ mi 95.000 sơ mi. Sơ mi giúp em nha, 95.000 mẻ sơ mi. Rồi 40 đến 60 mà ok vừa, tè sau dài hơn tè trước. Mấy chị lo em này sơ mi 95. Rồi sơ mi nha mấy chị nha, sơ mi 95.000, hàng Quảng Châu chất đẹp lắm luôn. Lo em này sơ mi giá 95.000 mẻ sơ mi. Sơ mi 95 nè. Sơ mi 95.000 giúp em sơ mi. Hot Green 159. Hot Green nè nha, 159.000 mẻ Hot Green. Hot Green 60kg lại men vừa mà chị lên em là Hot Green 159 nha. Siêu đẹp luôn. Chất Green rất là xịn luôn mấy chị ơi. Hot Green 159, 40 đến 60 men vừa mà chị lên em là Hot Green 159. Hot Green nha mấy chị ơi, 159 giúp em nha, hai túi to phía trước nè. Đó. 40 đến 60 mấy chị mặc ok vừa hết luôn nè. Hot Green nha, 159.000 mẻ Hot Green. Xịn xỉu luôn mấy chị ơi, chất Green rất là mềm, rất là đẹp, dày dặn nha. Rồi ai lấy Hot Green mấy chị lên giùm em nha. Mẻ Hot Green 159.000 mẻ Hot Green. Rồi đây nha mấy chị nha, Green 159 giúp em luôn. Green 159. Rồi đầm này nha em lên tặng cho mình nè. Size S nha mấy chị ơi, cho em là Zoom Hoa 65 size S.
Dùm ho nhãn này lên tặng mấy chị 65 ngàn dùm ho sấy 65. Dùm ho sấy giúp em nha, 65 ngàn mấy dùm ho sấy. Rin 1 năm chứ nó gì dân dân một cái em. Đây là mẻ dùm ho nè mấy chị ơi, 65 ngàn. Kiểu như là nó một cái đầm nhưng mà nó có quần ở trong, size S thôi nha. Trời ơi, vải may dày dặn hai lớp luôn, hàng 100 mấy á em. Em lên tặng cho mình size S 65 ngàn, dùm ho size S 65. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em nha mấy chị nha. Mẻ dùm ho nè, size S giá 65. Size S, để coi có size M không. Size S à, chị nào lấy dùm ho mấy chị lên em nha. Dùm ho 65 ngàn size S. Thì ok, thẻo phạm dồn. Áo này cho em là áo hồng 29, sau hở lưng 40 tầm 55-56kg men vừa. Mấy chị lên giùm em là áo hồng 29 ngàn nha mấy chị nha. Áo hồng 29 ngàn, lên giùm em là áo hồng 29. Áo hồng 29 giùm em nha. Mẻ hồng 29 ngàn, mẻ hồng đó. Vải beo đẹp luôn, ở sau hở lưng, chị nào mặc được hở lưng chốt mẻ này giúp em nha. Hồng 29. Đây em đầm ho vàng nè, phong này tầm 52kg lại men vừa cho em là đầm ho vàng 65 trở vai. Đầm ho vàng 65 trở vai giúp em nha mấy chị nha. Đó, kiểu như mặc gì xong mà trở vai ra. 40 tầm 52kg men vừa cho em là ho vàng 65 trở vai. Ho vàng 65 trở vai, toàn là vải đẹp không nha mấy chị nha. Hàng trăm mấy em siêu xuống á. Cho em là ho vàng 65 nha, trở vai ho vàng 65. À, cái bị áo len ngồi kia mình chưa like. Trên tròn luôn rồi đúng không? Hàng. Rồi lên giúp em nha chị ơi. Sáu mươi ký lại là mấy chị men vừa luôn nha. Đồ bộ cô tâm có, khóc riêng có một mẫu nha Mỹ Thuận. Bộ thun cô tâm đâu mi, bộ thun hoạt hình 99 9985 nữa. Rồi cái này là dáng dài que gối nha mấy chị ơi, 40kg đến 60kg men vừa. Ok chị, mẹ nó lên dồn đơn lên em là đầm nè, 40 đến 60 men vừa mấy chị. Mặc phối éo trong thành những yếm cũng được luôn nha, nhưng mà đầm 65, đầm yếm 65. Đầm yếm 65 mấy chị ơi, đầm yếm 65, đúng mẫu ra chị luôn. Đầm yếm 65 nha mấy chị ơi, đầm yếm 65 giúp em. Rồi, bộ đen nè, cho em là bộ đen 85 ngàn bộ đen. Rồi đen 85 nha mấy chị, 60kg lại men vừa. Bộ đen 85 ngàn giúp em bộ đen nè. Đó quần dài. Quần dài nha, quần dài beo đẹp luôn, 60kg lại men vừa. Mấy chị lên em là bộ đen 85 ngàn bộ đen. Quần nè đi với lại áo. Rồi 85 ngàn cho em bộ đen nha. Trời cái này xình xỉu luôn, dễ thương. Đen ở Thùy Dương 85. Em là gấu nâu 99 ngàn mẹ gấu nâu. Chị Dung Dung dồn đơn. Vậy đơn hôm nay em để ngày mai em đi hết nha. Đúng không, cai hối đúng không? Mai làm kịp không ơi? Tôi bảy nghĩ mai làm kịp không? Thì cứ ai không không dặn dồn thì cứ đi đi, đi bớt đi. Vậy mai luôn. Rồi lo với em là bộ nâu 99 ngàn bộ nâu. 99 ngàn bộ gấu nâu giúp em nha, 99 ngàn gấu nâu. Ngày mai làm đi đơn hết nha, thứ bảy nhật em nghỉ. Dạ rồi, ok, vậy Dung Dung đổi địa chỉ nè. Vô luôn em ơi. Lên với em là chữ nâu nha mấy chị ơi. Ơ, gấu nâu, 99 ngàn gấu nâu. 65 ký lại men vừa cho em là gấu nâu 99. Gấu nâu nha mấy chị ơi, gấu nâu giúp em nha, 99 ngàn mẹ gấu nâu. Rồi gấu nâu 99 ngàn mẹ gấu nâu thì em nè, gấu nâu 99. Xích bộ mới dồn quen bơi hết em ơi, mai like. Rồi đầm này em lên tặng mình 49 ngàn nha. Hot Rina chị Mỹ Thuận kìa. Hot Rina chị Mỹ Thuận. Cho em là đầm này đi mấy chị ơi, đầm nâu nè, 55-56kg lại men vừa. Rồi thứ hai gieo thì ngày mai em cũng đi hàng. Ủa thứ hai gieo hả, nó lại shipper em phí bao nhiêu, bạn giá 20 ngàn nha chị Mỹ Thuận, 20. Đầm này siêu còn 49 nè, 40 tầm 55-56-57kg men vừa. Cho em là body nhúng 49. Chị Trần Nhung thứ hai gieo đó chưa. Rồi lên em là đầm nâu nha mấy chị ơi, 49 ngàn mẻ đầm nâu.
đầm nâu 49 nha, vải siêu đẹp. Cứ lĩ lĩ là em tính rỉ với mình à, chứ hàng 100 mấy lần. Em là body nâu 49. Body nâu 49. Body nâu 49. Ừ, đúng rồi em. Cho em là bộ đen siêu 75 mấy chị ơi. Bộ đen này dùm em nha, siêu 75. 40 kg đó, tầm 55-56 kg mang vừa. Body một màu rồi chị, cho nên em mới tính rỉ 49 á, chứ hàng nó hàng 125 á. Lo dùm em là bộ đen 75. 55 kg lại mang vừa, bộ đen 75. Bộ đen 75 giúp em nha, bộ đen 75. Rồi áo nè. Áo này là khác khác cái loại em bán mà 779 nha mấy chị nha. Cái này rồi lên giúp em là vàng 59. Vàng 59 nè, 40 tầm 55 cái vừa. Vàng 59. Vàng 59 mấy chị, 55 56 cái lại mang vừa, vàng 59. Trắng này mấy chị lên em là trắng nè, trắng 39.000 mẹ trắng. Trắng 39.000 giúp em nha, mặc lên như mẫu nè mấy chị, chốt là em là trắng 39. Trắng B9 nha mấy chị ơi, 55 kg lại mang vừa luôn em là trắng B9. Trắng B9 nha, trắng B9 giúp em nha mấy chị ơi. Trắng 39.000. Body đỏ 65. Hôm này 53-54 kg lại mang vừa. 53-54 kg lại mang vừa, body đỏ 65 giúp em. Ở sau là có dây kéo nha mấy chị nha, sau có dây kéo 40 tầm 53-54 kg vừa, cho em là body đỏ dài que gối 65. Đưa cho chị cái đó chưa like mẹ. Body đỏ dài que gối 65. Lo em là chuột hồng tay dài 85. Chuột hồng 85.000, chuột hồng 60-65 kg lại mang vừa, chuột hồng 85. Chuột hồng nha mấy chị ơi, 85.000 mẹ chuột hồng. Rồi chuột hồng giúp em nha, 85.000 chuột hồng. Bộ em mang là áo là 79.000, còn quần là 75. Quần thở theo ống bo nha chị Nguyễn Ngân ơi. Quần thở theo ống bo, còn áo mặc là form dài, form bình thường nha. 40 đến tầm 55 kg là mang vừa, áo là 79, quần là 75 nha chị nha. Rồi cho em là kitty màu trắng nè, 85.000 kitty trắng. Rồi kitty này dễ thương quá. 60-65 kg lại mang vừa, em là kitty trắng nha. 85.000 kitty trắng mấy chị ơi. Kitty trắng giúp em nha, 85.000 mẹ kitty trắng, chị nói kitty trắng chốt lời em nha. 85.000 kitty trắng. Rồi bộ gấu tay dài 99 nè. Gấu tay dài mấy chị ơi, 99.000 gấu tay dài. 60-65 kg lại mang vừa. 99.000 mấy chị lên em nha, gấu tay dài. Gấu tay dài. Kitty trắng á chị Huyền Nguyễn, 85 như giá. Rồi gấu tay dài em nha mấy chị ơi, gấu tay dài 99.000 gấu tay dài. 65 kg lại mang quần em nha, cho em là gấu tay dài mấy chị ơi. Gấu tay dài giúp em nha, 99.000 mẹ gấu tay dài quần nè. Đi với lại áo. Rồi 99.000 mẹ gấu tay dài mấy chị ơi. Lo giùm em nha, gấu tay dài 99.000 gấu tay dài. Gấu tay dài 99. Rồi đầm này cho em giá là 75 luôn mấy chị ơi. Hàng 155 nè. Form này 56-57 kg lại mang vừa, nhưng mà đầm nha, đầm 75. Đầm 75 nha mấy chị nha, cái này wool 2 lớp luôn, dày dặn beo xịn và đẹp luôn cho mình nha. 75.000 giúp em, cho em là đầm 75. Đầm 75 nha mấy chị nha. Đầm 75. Mấy cái body. Trời ơi, hàng treo cắp nè. Áo á chị à? À chị áo ơi, áo len này bị áo len qua. Bị áo len á. Rồi mấy chị lên giùm em là len nâu. Len nâu nha.
95.000, 40 đến 60 mang vừa. Mấy chị chốt lên em là len nâu 95. Len nâu 95.000 len nâu nha mấy chị nha. 40 đến 60 mấy chị mặc ok vừa. Xuất sắc luôn. Rồi lên em là len nâu nha. 95.000 áo len nâu, len dài cui rồi chất beo xịn beo đẹp luôn mấy chị nha. Em là mã len nâu đi. 95.000 len nâu. Rồi len nâu 95.000 len nâu mấy chị ơi. Len nâu 95. Rồi, mấy cái hàng này len dày á, dày cui luôn. 40 đến 60 mang vừa mấy chị lên em là nâu cổ keo. 95.000 mã nâu cổ keo. Len dày dặn chất beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Lên em là nâu cổ keo nha. 95.000 mã nâu cổ keo. Nâu cổ keo 95 nha mấy chị ơi. Rồi thôi em nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ nha. Rồi em nghỉ. Ngày mai em đi đơn luôn nha Thủy Tiên nha. Hôm nay dùng ngày mai đi luôn. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi, cảm ơn mấy chị nhiều nè. Bộ đang mang áo 79 quần quần 75 cho chị Dung Dung. Bộ đang mang á, áo 79 quần 75 chị Dung Dung. Rồi gửi em nha. Em coi mai nữa. Từ gửi em nha, em coi mai nữa. Ok Thùy Dương. Quần em mặc là vải thun á, nhưng mà đẹp lắm, hàng Quảng Châu 75. Rồi mai gửi hả? Vì hôm nay không làm đơn hả? Vậy là nghỉ sớm luôn hả? Live tiếp thì lên tầng B live, hàng chắc lên tầng B đúng không? Nhưng mà máy in trên đó in được chưa? Chưa. Dồn chị nha, chị Huyền Nguyễn dồn nha. Mới có chốt một bộ. Tí em chuyển khoản giữ đơn giúp em, ok Thanh Thanh. Tầng B in được chưa? Chắc được chị. Được đâu mày được. Em lo em mở, em cầm máy lên em in trên tầng B được không? Chờ em xíu nha, đợi em coi thử trên tầng B mà em in được bill ra thì em lên em like, hàng chắc là nó nhiều rồi. Like hôm nay luôn đi rồi dồn mà rầm đi đơn luôn. Rồi em tắt nha mấy chị nha, tí hồi mà có like nữa thì mấy chị vô xem like tiếp nha mấy chị nha. Em tắt like.